Annyeonghaseyo, xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Vui học hội thoại tiếng Hàn trình độ nhập môn. Hôm nay là chúng ta đã đi vào bài số 10, bài cuối cùng của chương trình này. Tôi rất mong là các bạn đến giờ này là đã có thể nói được một tí tiếng Hàn rồi đúng không? Chúng ta sẽ đi vào bài số 10 với chủ đề là 얼마예요? Giá bao nhiêu vậy? Giá bao nhiêu vậy? Để chúng ta sẽ tiếp tục học lại số, ôm lại số và luyện tập cách nói giá cả. Mục tiêu của bài học chúng ta hôm nay là ôn tập số 4 và áp dụng nói giá cả. Thứ hai là hiểu và áp dụng được các từ chỉ định, các từ chỉ đơn vị đếm. Các từ chỉ đơn vị đếm chúng ta đã nói sơ qua ở bài trước, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số từ đơn vị đếm các bạn nhé. Và cuối cùng là hiểu thêm về trợ từ e. Ở các bài trước chúng ta đã học trợ từ e như là trợ từ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn. Nhưng mà ở bài này chúng ta sẽ học trợ từ e với một ý nghĩa khác. Các bạn đi vào phần ôn tập với tôi. Chúng ta lại tiếp tục ôn về số từ và số thuần hàng. Các bạn đọc theo tôi nhé. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물. Các bạn nhớ nhé, 스물 khi chuyển đổi sẽ là thành 스무. Chúng ta sẽ tiếp tục ôn về từ số từ hãng hàng. Các bạn đọc tiếp theo nhé. 일, 이, 삼, 사, 오, 육, 칠, 팔, 9, 10. Các bạn luyện tập làm sao mà các bạn đọc thật là nhanh được cái bảng số là bảng số từ 1 đến 10 là điều rất là tốt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cứ luyện tập như thế thì các bạn sẽ nhớ được rất là nhanh. Tiếp theo nhá. 11 11. 10 với 1 đúng không nào? 12 12. Tiếp theo từ 13 đến 19 các bạn ôn tự ôn tập cho tôi nhé. 20 20. 21 tương tự như vậy, 21. Từ 21 đến 29, các bạn tự ôn tập cho tôi thử xem nhé. 30, 30. Tương tự như thế, 31, 31. Chúng ta sẽ, các bạn tự ôn tập đến 39. Chúng ta có 40 là 40, 41 sẽ là 41. Và cứ như thế các bạn luyện tập đến số 99. Bây giờ tôi sẽ ôn tập lại cho các bạn một số từ chúng ta đã học, đơn vị đếm mà chúng ta đã học ở bài trước. Có nghĩa là số, số gì nào? Số thuần hàng, các bạn nhớ nhé. Đối với đơn vị đếm số lượng, các số lượng thì các bạn phải dùng số thuần hàng. Kết hợp với kè thì ví dụ như hanh kè. Hanh kè thì là một cái hoặc là một quả. Hoặc là người, số sẽ kết hợp với myeong để đếm người. Ví dụ như hanh myeong, một người. Số kết hợp với quần để đếm quyển, han quần, một quyển chẳng hạn. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta sẽ dùng số thuần hàng ở đây. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về hội thoại, đoạn hội thoại mẫu để chúng ta có nội dung mà chúng ta tìm hiểu và luyện tập. Lan hỏi rằng 이 지우개 한 개에 얼마예요? Lan mới, các bạn còn nhớ chiêu ke không? Chiêu ke có nghĩa là cái tẩy, cục gôm, cục tẩy đúng không nào? Thì y chúng ta đã học rồi, y cứ cho, y ở đây hoặc là này, cứ đó, cho là kia, các bạn còn nhớ nhá. Thì y chiêu ke có nghĩa là cái tẩy này, cái này, giá bao nhiêu vậy? Thì là han ke e olmaeyo, han ke e olmaeyo. 이 지우개가 이 지우개 한 개에 얼마예요? 얼마 có nghĩa là bao nhiêu, 예요 các bạn còn nhớ nó có nghĩa là 얼마예요 là bao nhiêu, e ở đây sẽ dùng để hỏi cho một số lượng nào đó, giá cả cho một số lượng nào đó, tôi sẽ nói kỹ hơn. Tiếp theo 800 won이에요, 800, 800 won이에요. Chúng ta sẽ học tiếp về số ở phần sau. 800 won이에요, 800 won. Tiếp tục Lan mới hỏi là Mina có mấy cái tẩy, thì chúng ta sẽ hỏi như là Mina si chiu ke myeok ke ga isseoyo? Chiu ke myeok ke ga isseoyo? Mina có mấy cái tẩy?
lần trước chúng ta đã học ở bài trước là 가족이 몇 명이에요. Thì đối với cái trợ từ IK chúng ta có thể kết hợp ở đây hoặc là kết hợp ở đây đều được các bạn nhé. 지우개 몇 개가 있어요? Bạn có mấy cái tẩy vậy? Làm mới trả lời là 한 개가 있어요. 한 개가 있어요. Một số người họ nói ngắn gọn, họ chỉ nói 한 개 있어요. 한 개 있어요 cũng được. 한 개가 있어요. Tôi có một cái. Bây giờ tôi sẽ vào phần tìm hiểu ngữ pháp để các bạn có thể nắm rõ hơn về. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về trợ từ y, về trợ từ là e. Thì ở các bài trước chúng ta đã học về e với nghĩa như thế nào? Chỉ nơi tồn tại hoặc có mặt của chủ ngữ. Ví dụ, 학생이 교실에 있어요. 학생 là học sinh đúng không nào? 교실 là lớp học. Những từ vựng đó chúng ta đã học rồi. 교실에 있어요. Ở trong lớp học, đúng không? Thì là chỉ nơi tồn tại. Thứ hai là chỉ thời điểm diễn ra việc gì đó. Chúng ta học, các bạn còn nhớ bài chúng ta học là 수업이, 수업, 수업 là lớp học đúng không nào? 아홉시에 있어요. Tôi có lớp học vào lúc 9 giờ. Hoặc là 수업을 아홉시에 시작해요. Tôi, lớp học bắt đầu vào lúc 9 giờ. Đấy là diễn ra một việc gì đó. Thứ ba là chỉ đích đến của động từ có hướng chuyển động. 학교에 가요. 학교에 가요. Tôi đi đến trường. Các bạn còn nhớ nhé. Còn nhớ cái câu đó nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học nghĩa mới của trợ từ e là chúng ta sẽ dùng e này đằng sau một đơn vị đếm để nói giá cả cho số lượng đếm đó và là bao nhiêu. Chúng ta có thể hiểu là giá cả cho, ví dụ như 지우개 한 개에 얼마예요? 한 개에 얼마예요? Giá cả cho một cái tẩy là bao nhiêu. Đó, chúng ta có thể dịch như vậy. Chúng ta xem cái ví dụ này. 지우개 한 개에 800원이에요. Thì chúng ta sẽ thấy nhé, chúng ta sẽ dịch là 800, một cái tẩy là 800 won. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu nó là giá cả cho một cái cục tẩy là 800 won. Cho nên cái e này nó sẽ có nghĩa là để chỉ giá cả cho một cái số lượng đếm nào đó. Các bạn lưu ý cái ý nghĩa này của e. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cách dùng số từ. Thì chúng ta đã học rồi thì chúng ta sẽ thấy là dùng số hán hàng và dùng số hán hàng, dùng số thuần hàng và số hán hàng là hoàn toàn khác nhau ở các trường hợp. Các bạn sẽ thấy nhé, chúng ta đã học số thuần hàng kết hợp với si để nói giờ đúng không nào. Thứ hai là chúng ta đã học số thuần hàng kết hợp với bun để nói phút. Bây giờ chúng ta đã học số thuần hàng kết hợp với đơn vị đếm để đếm đồ vật hoặc là đếm, ví dụ như check hành quân saram hành nhân, một người một quyển sách thì để đếm. Và cuối cùng là số hán hàng kết hợp với won. Won là đơn vị tiền của Hàn Quốc, chúng ta sẽ dùng số hán hàng kết hợp với won để nói số tiền. Đó là bốn cái mà các bạn phải lưu ý, phải học ở phần nhập môn này để vào bài sau chúng ta có thể, khi các bạn sang trình độ sơ cấp và các trình độ cao hơn thì chúng ta có thể áp dụng đúng số thường hàng hoặc số hán hàng. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số đơn từ đơn vị đếm mới. Ví dụ 자루 có nghĩa là cây để dùng cho bút hoặc là bút chì. Cái thứ hai 장 có nghĩa là tờ hoặc là tấm để các bạn dùng để đếm giấy hoặc là tem. Ví dụ như 종이 한 장 một tờ giấy chẳng hạn. Hoặc là bol có nghĩa là bộ quần áo. Sau này chúng ta sẽ học thêm các cái từ vựng này rồi chúng ta sẽ áp dụng được bol bộ quần áo. Hoặc là pyeong chai để đếm bia hoặc là nước. Kolle để các bạn đếm đôi giày hoặc đôi tất. Kolle mari để đếm con chó hoặc con mèo. Hôm nay chúng ta chỉ học một số cái từ đơn vị đếm như thế này thôi. Sau này khi các bạn sang trình độ sơ cấp chúng ta sẽ lại tiếp tục học lại và lúc đó các bạn sẽ có thêm nhiều từ vựng để các bạn áp dụng luyện tập những từ này. Thì các bạn lưu ý là danh từ sẽ kết hợp với con số và sau đó là đơn vị đếm để hoàn tất một cái đơn vị, một cái số đếm, một cái danh từ nào đó. Ví dụ như check han quần, check là danh từ, han số và quần đơn vị đếm, một
một quyển sách một nhá. Chúng ta thì là một trước xong rồi đến quyển mới sách, nhưng mà tiếng Hàn thì sẽ là check hân quần, nó hơi ngược một tí. Các bạn đi vào phần hạ từ Hán Hàn, số từ Hán Hàn nâng cao, chúng ta đã học đến y ship, sam ship, sa ship, ổ ship. Tôi đã bảo các bạn ôn tập đến số 99 đúng không nào? Thì sau số 19 chúng ta sẽ có số 100 là pek. Các bạn đọc theo tôi, pek là số 100. Sau đó đến 110 thì sẽ là pek ship, pek ship. Ví dụ các bạn chắc sẽ thắc mắc là như vậy thì 101 sẽ là cái gì? 101 thì các bạn nhìn nhé. Chúng ta sẽ có pek là 100 đúng không? Và số 1 ở đằng sau thì chúng ta sẽ nói là pek il. Nhá, chúng ta chỉ cần nói đơn giản là 101 pek il, pek il. 110 sẽ là pek ship. Như vậy giả sử như 111 thì sao? Tôi ví dụ nhé. 111 thì chúng ta sẽ có pek ship il. Các bạn sẽ thấy pek 111. Chúng ta cứ như thế, các bạn đếm tiếp đến 200 thì sẽ là y pek, y pek, y pek cũng tương tự như vậy. Đến 1000 sẽ là chon, chon. 1002 thì sao? Sẽ là chon y pek, chon y pek. Đúng không? 2000 y chon, y chon. 10000 chúng ta sẽ gọi là man, là vạn, chứ không nói là ship chon. Ship chon là sai nhé các bạn nhé, mà chúng ta phải nói là man, là vạn. Các bạn lưu ý cái chỗ này cho tôi. Và sau đó 1 vạn 5000 thì các bạn có thấy là 15000 có phải là 1 vạn 5000 đúng không nào? Thì là man o chon, man o chon. Các bạn học và luyện tập cái phần số nâng cao này để chúng ta có thể tập nói về số tiền. Sau này khi các bạn học sang phần giai đoạn sơ cấp thì các bạn sẽ được học lại những phần này và có những cái từ vựng để các bạn luyện tập nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Các bạn hãy trả lời những câu hỏi sau nhé. Tôi sẽ có câu hỏi là bullpen. Bullpen các bạn còn nhớ không? Bullpen có nghĩa là cái bút bi đúng không nào? Han charu, han là hana biến đổi thành han. Charu là cây để đếm bút bi, bút chì. Nói chung là đếm số cây thì người ta sẽ dùng charu. Bullpen han charu e, giá cả cho một cây bút. Ermaeyo là bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ có chon won. Chon có nghĩa là 1000 đúng không nào? Won. Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào nào? Các bạn xem giải đáp nha. Bullpen han charu에 천 원이에요. Bullpen han charu에 천 원이에요. Tương tự như thế, các bạn hãy luyện tập câu sau. 사과 한 개에. 사과 là táo đúng không nào? 사과 là táo. 개 có nghĩa là cái hoặc là quả, hoặc là trái để chúng ta dùng đếm cả số trái cây. Han kè, một quả táo. Ermaeyo, giá cả cho một quả táo là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có 500 won. 500 won, các bạn còn nhớ không? O là 5 nè, 100 là 100. 500 won. 500 won. Các bạn thử trả lời câu này một từ, các bạn trả lời nhé. Tiếp theo, Han Google. Han Google là tiếng Hàn Quốc. Check, sách. Sách tiếng Hàn Quốc. Han Google check. Han quần에 얼마예요? Một, giá cả cho một quyển sách tiếng Hàn Quốc là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có 10.000, chúng ta sẽ nói như nào nào? 10,000. À, nhiều, không phải nhé các bạn nhé. Man, vạn, man, 2.000, 1 vạn 2.000 thì sẽ là man, 2,000 won, man, 2,000 won. Đúng không? 1 vạn 2.000. Các bạn hãy trả lời thử câu này cho tôi nghe nhé. 1 vạn 2.000. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi này. Check 몇 권이 있어요? Check 몇 권이 있어요? Bạn có bao nhiêu quyển sách? Bạn có bao nhiêu quyển sách? Thì ở đây sẽ có là 10 quyển. Các bạn còn nhớ không? 10 권. 10 권.
À nhiều, ship quân không phải là ship quân mà chúng ta sẽ là dân quân. Các bạn còn nhớ là số đếm sẽ cộng với lại số thuần hàng đúng không nào? Dân dân quân, đúng rồi. Tiếp theo, 교실에 학생 몇 명이 있어요? 교실 các bạn đã học ở bài số 2, số 3 là lớp học đúng không nào? 교실에 학생 몇 명이 있어요? Có mấy người học sinh đúng không? Trong lớp học có bao nhiêu học sinh thì các bạn hãy trả lời thử xem 20, 20 người các bạn sẽ nói như thế nào? 20명? À nhiều, không phải nhá. Sư mu miòn đúng không? Số đếm với một đơn vị đếm thì chúng ta sẽ dùng số thường hàng. Các bạn hãy trả lời câu hỏi này cho tôi. Tôi rất mong là các bạn hãy trả lời 5 câu hỏi đó và có thể luyện tập kỹ càng hơn về số. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bài sau, ở bài luyện tập, bài ôn tập tổng kết. Và đến đây là chúng ta đã kết thúc phần học cho phần chương trình buổi học tiếng Hàn hội thoại chương trình nhập môn. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và rất mong các bạn hãy học đi học lại để chúng ta có thể qua đến chương trình sơ cấp một cách dễ dàng hơn. 감사합니다. 또 만나요.